cô và các bạn, mời mọi người thưởng thức video tuyển dụng của nhóm mình. Em xin lỗi anh chị ạ. Hôm nay em có việc bận nên là bây giờ mới nhớ ra để đi đến phỏng vấn. Không sao đâu em có muốn uống nước nữa không? Cho em hỏi là công ty mình có nước cam, nước cam không đường ý. Nước cam á, thế thì để sau buổi phỏng vấn lại anh mời em nhé. Ok, thế mời em ngồi. Chào em, chị xin được giới thiệu, đây là anh Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc công ty. Ngồi cạnh anh Tuấn có chị Mai Thị Tình, phó giám đốc, còn chị là Trang, thư ký tuyển dụng. Chào em giới thiệu một chút về bản thân mình đi. Xin giới thiệu với anh chị, em tên là Đinh Thị Lưu Thủy ạ. Em tốt nghiệp ở khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Thủy lợi. Mới được 6 tháng mà em chưa đi làm việc gì. Tại sao tốt nghiệp được 6 tháng mà bây giờ em mới đi tìm việc làm? Làm gì sớm mà chị. Em vừa mới ra trường học đi học lại, mãi mới ra được trường. Em còn bao nhiêu plan để đi giải stress mà em đã đi được đâu. Vừa mới bị gọi phỏng vấn đấy. Thế tại sao em lại muốn xin vào công ty của chúng tôi? Thì em thấy công ty mình đăng tin tuyển dụng ở trên internet ý. Mà đâu phải một công ty này đâu, em còn lục vào tận mấy công ty nữa cơ mà. Thế điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em nhiều lắm. Xinh đẹp này, học giỏi này, giao tiếp tốt này. Nhiều đấy làm sao mà kể hết được. Điểm yếu là em khá là giản dị đấy. Em còn câu hỏi gì muốn đặt ra cho chúng tôi không? Câu hỏi à? Cho em hỏi là công ty mình có nhiều trai không ạ? Trai đẹp ý! Chị kỹ là câu hỏi này. Thôi, em nhìn mặt anh giám đốc là em biết rồi. Em muốn mức lương là bao nhiêu khi làm việc với công ty anh? Đây là vấn đề quan trọng nhất mà em đi phỏng vấn công ty mình ấy. Thì bạn thân của em đã đi làm ở công ty X được 20 triệu một tháng ấy. Thì em chưa làm gì nhưng mà em lấy rẻ công ty mình 15 triệu nhé. 15 triệu à? Chúng tôi sẽ trao đổi lại và thông báo lại cho em sau. Thông báo sau làm gì chị, luôn đi cho nhanh, nào nhảng gấp rối làm gì. Thật ra sau cái buổi phỏng vấn này thì anh thấy em là một ứng viên rất là tiềm năng. Đúng rồi. Nhưng mà có lẽ là công ty anh không đủ cái tầm vóc và đủ lớn để mời em vào làm ở công ty anh. Em cảm ơn em. Thế thì nói luôn là trượt đi lại còn phỏng vấn tao bút làm gì. Để người ta tốt thời gian của người ta. Alo, mày à? Ở đây đón tao nhá. Trượt rồi. Thôi, đi chơi đã rồi. Không sao đi phỏng vấn. Xin mời ứng viên Trịnh Thị Mai. Mời vào. Chào chị ạ, chào mừng chị ạ. Chào em, mời em ngồi. Chào em. Vâng. Chị xin được giới thiệu, đây là anh Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc công ty. Ngồi cạnh anh Tuấn có chị Mai Thị Tình, phó giám đốc, còn chị là Trang, thư ký tuyển dụng. Chào Mai nhá. Em cứ trả lời một cách thoải mái nhá. Em có một phút để giới thiệu về bản thân mình. Em chào chị ạ, thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Mai, tốt nghiệp trường Đại học Thủy lợi khoa quản trị kinh doanh vào năm 2021. Và đến bây giờ thì em đã có một năm kinh nghiệm trên cái tư thế là một nhân viên kinh doanh ạ. Mục tiêu cá nhân trong 5 năm tới của em là gì? Trong 5 năm tới thì em sẽ chia thành 3 lộ trình. 3 năm đầu thì em sẽ mong muốn mình trở thành một bestseller tại Apex Group nếu như được làm cùng tất cả các anh các chị ạ. Và 2 năm tiếp theo thì em muốn mình có thể trở thành một trưởng phòng kinh doanh. Và 5 năm tiếp theo nữa thì em mong muốn mình có một cái công ty riêng của chính em ạ. Có tư duy muốn làm chủ một doanh nghiệp ạ. Thế em đến đây muốn xin vào công ty này thì em mong là công ty mang lại cho em cái gì để phát triển bản thân sự nghiệp của em. Trước khi đến đây thì em tìm hiểu rất kỹ về công ty của mình. Thì biết là công ty của các anh các chị là kinh doanh trên rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và trong đó có cả mạng điện máy. Thì đây, em nghĩ đây là một môi trường để em có thể tích lũy được kinh nghiệm nhiều hơn, cũng như là phát triển những gì mà em đã được học hỏi và kinh nghiệm làm việc của em mấy lúc này. Câu trả lời em khá tốt đấy. Chị Tình muốn hỏi em về một số vấn đề chuyên môn ấy. Mục tiêu em đưa ra ở bên trên rất rõ ràng. Bây giờ mình sẽ bàn một chút về chuyên môn nhé. Em có nói là em có kinh nghiệm 1 năm trong ngành sale. Thế thì chị muốn hỏi em là người làm sale họ cần làm những công việc gì? Em với chị là công làm sale thì đầu tiên họ phải kết hợp với các bộ phận khác. Đầu tiên là bộ phận marketing và bộ phận truyền thông. Và
để mình xem là khách hàng mong muốn cái điều gì và những phản hồi của khách hàng về cái sản phẩm của chúng mình, để mình có thể tăng cái lượng data và doanh số tăng lên khá là đầy đủ. Thế trong công việc đấy thì em thấy công việc nào là khó khăn nhất? Vì theo em thì công việc mình phải kết hợp với bộ phận truyền thông và marketing nó là khó khăn nhất, vì đây là một hoạt động có thể tăng data và doanh số vượt trội hơn hẳn ạ. Khả năng chuyên môn của em cũng khá là ổn. Em thấy bản thân của mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Và trong khi học tập và làm việc thì em tự thấy mình là một con người rất tự tin hòa đồng và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, và tin học văn phòng của em rất là tốt. Và trong đó thì cái khả năng thuyết trình của em thì chưa được tốt lắm ạ. Mong rằng khi làm việc với các anh các chị thì em có thể trau dồi lại cái khả năng đó và cải thiện nó tốt hơn ạ. Ừ, anh cũng hy vọng là em sẽ khắc phục được cái khuyết điểm này nhá. Thì bây giờ anh sẽ có những cái tình huống đặt ra cho em để em trả lời. Em cố gắng trả lời thật tốt, vì đây cũng là một cái bước quan trọng để em được nhận vào công ty. Tình huống thứ nhất ý, là có một ao cá. Bây giờ mình sẽ có 4 công việc làm ở trong ao cá. Đầu tiên sẽ là mua cần câu, thứ hai là học kỹ năng câu, thứ ba là khảo sát ao cá, và thứ tư là mua mồi câu. Thì theo em sẽ làm công việc nào trước? Thì theo em thì công việc thứ nhất là mình sẽ khảo sát ao cá trước ạ. Ừ, thế tại sao lại như vậy? Thì đầu tiên là mình phải biết xem là trong ao có cá hay không, và có những loại cá gì, thì sau đó thì mình mới mua mồi câu và mình mới học các kỹ năng câu và cần thiết để câu loại cá đó. Câu trả lời của em khá là thông minh. Thì bây giờ anh có một cái tình huống thứ hai, đó là công ty anh hiện tại thì đang trả lương theo hai hình thức. Hình thức thứ nhất là trả lương cứng, em sẽ làm việc theo giờ hành chính và mức lương cố định giả sử sẽ là 6 triệu một tháng. Và hình thức trả lương thứ hai là theo chiết khấu hoa hồng, em sẽ có một mức lương cứng là 2 triệu và thưởng thêm chiết khấu hoa hồng thêm đó. Thì em sẽ chọn theo hình thức trả lương như thế nào? Vâng, thì em sẽ chọn theo hình thức trả lương thứ hai ạ, trả lương theo chiết khấu. Tại sao em lại chọn hình thức trả lương thứ hai? Vì theo em là hình thức trả lương thứ hai sẽ giúp em có một động lực làm việc tốt hơn. Và em cũng tin tưởng rằng với sự cố gắng và nỗ lực của mình thì mức lương của mình sẽ cao hơn cái mức lương 6 triệu mà anh đã đề bạt ở cái mức lương đầu tiên ạ. Với lại em sẽ định vị được lại bản thân của mình ý. Thì cảm ơn em đã tham gia tuyển dụng ngày hôm nay. Thì bây giờ em còn muốn câu hỏi nào để gửi đến ban tuyển dụng hay không? Thì trước khi đến đây thì em cũng đã tìm hiểu rất kỹ về công ty của anh chị rằng, nên là em cũng rất là mong sẽ làm được làm việc lâu dài với các anh chị trong môi trường công ty của mình ạ. Em cảm ơn ạ. Anh hy vọng được làm việc ngày mai. Cảm ơn em đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vừa rồi thì buổi phỏng vấn cũng đã xong rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ bàn luận năng lực của các ứng viên. Thì theo tình thấy thì bạn Mai như nào? Theo mình thấy ứng viên Mai khi đưa ra các câu hỏi về chuyên môn thì bạn ấy trả lời rất là tốt. Đúng rồi. Và tuy nhiên thì câu trả lời của bạn ấy không đầy đủ một cách hoàn hảo. Nhưng mà về chuyên môn mà trả lời như thế thì thấy là nó cũng khá ổn. Với lại anh thấy thì bạn ấy có một cái hoạch định cho tương lai rất là rõ ràng ấy. Một khi mà bạn ấy đã hoạch định như thế, bạn ấy làm rất là tốt. Thế còn Trang thì thấy như nào? Em thấy câu trả lời của bạn khá là thông minh. Bạn đưa ra một cách lộ trình khá là đúng đắn ấy. Thế còn bạn Thủy thì như nào? Bởi vì anh thấy bạn ấy hơi nhí nhảnh một tí, với cả có vẻ là bạn ấy cũng không có ý định làm công việc mình lâu dài. Em cũng thấy thế, và bạn ấy thì đi phỏng vấn lại không có sự chuẩn bị. Đến hồ sơ cũng không mang theo. Nước nó còn ngố của anh ấy là không thể chấp nhận được. Theo Trang thế nào là em? Em thấy với cái tính cách đó thì sẽ không phù hợp với môi trường và văn hóa của công ty mình. Bởi vì công ty mình làm việc là theo cái công trách nhiệm đằng trước ấy, bởi bạn ấy cũng không có trách nhiệm nhiều. Anh cảm giác là nếu mà để bạn ấy vào công ty mình thì có lẽ là loạn nhiều hơn là được. Em cũng nghĩ thế. Vừa rồi là video về tuyển dụng của chúng mình. Thì nếu mà có bất cứ sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua. Xin cảm ơn. Tạm biệt. Rồi. Don't you know, pump it up, you've got to